chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái món cá. Mà cái chỗ này là cá ngừ nè các bạn. Đây là mình mua cái phần cá ngừ này là khoảng cỡ 6-7 lạng nè các bạn. Mình làm cái món cá ngừ này nó có tên là cá ngừ chiên nước mắm nè các bạn ha. Thì đầu tiên là mình phải làm cái cá ngừ cho nó sạch sẽ rồi mình rửa, mình để ráo này các bạn. Rồi cái nguyên liệu mà để mình làm cái món này thì gồm có đây là hành tím củ nè, rồi tỏi nè, đây là ớt bột nè, rồi nước mắm và đường. Và một thứ mà mình không thể thiếu nữa là dầu ăn ha các bạn ha. Rồi bây giờ là mình bắt đầu làm nha các bạn. Rồi mình bật bếp lên nè các bạn. Mình cho cái chảo lên và mình cho dầu ăn lên nè các bạn. Thấy nó đã sôi sôi rồi thì mình mới gắp cá để mình bỏ vô chiên nha các bạn ha. Nó bắn lắm nè. Mình cứ cho nó vô từ từ ha. Mình cứ như vậy cho nó chín đi được một mặt các bạn nha. Khi cá mà nó đã chín được một mặt rồi các bạn là mình tắt bếp đi cho nó hơi nguội nguội các bạn ha. Rồi mình trở mặt bên này nha các bạn ha. Mình trở đều lại hết để mình chiên một mặt bên kia cho nó chín tốt nha. Cái mẹo mà để chiên cá là mình muốn nó không bị nát á, là mình cứ chiên cho nó chín một mặt á, rồi mình tắt bếp đi. Mình để cho nó nguội rồi mình hãy trở cái mặt kia các bạn ha. Đó, như vậy là mình đã trở xong rồi nè. Rồi mình lại bật bếp lên để mình chiên tiếp nè các bạn. Sau khi mà mình đã chiên mà nó đã chín hết được cả hai mặt đều rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ tắt bếp đi các bạn ha. Cái lượng dầu ăn mà ở trong cái chảo của mình đây nó còn nhiều lắm các bạn. Mình để cho nó hơi nguội nguội bớt rồi mình múc cái số dầu ăn ở trong này ra nha các bạn ha. Mình múc cái ít dầu ăn ở bên này qua bên cái chảo nhỏ này để mình chuẩn bị mình làm cái nước sốt á. Là nước mắm tỏi này nè. Thì mình bây giờ là trước khi mà mình làm á thì giờ là mình trộn cái nước mắm trước đi các bạn ha. Là đầu tiên á là mình cho vô đây là một muỗng nước mắm nè các bạn. Vì là gọi là cá như cá ngừ sốt nước mắm á. Hoặc là cá ngừ chiên nước mắm á. Rồi. Còn đây là nước lạnh á các bạn, là mình cho 2 muỗng ha. Một muỗng nước mắm với 2 muỗng nước lạnh. Rồi mình sẽ cho cái số tỏi mầm này vô nè các bạn nha. Rồi mình cũng cho ớt bột nữa nè các bạn. Bên này là bột nêm nè các bạn. Thì mình cũng nêm vô xíu bột nêm. Tại vì mình cho cả chảo này mà mình mới cho có một muỗng nước mắm thì nó cũng không có nhiều các bạn ha. Mình cho thêm muỗng bột nêm. Và mình cũng cho vô đây khoảng cỡ 2 muỗng đường. Khoảng cỡ 2 muỗng đường các bạn ha. Rồi mình sẽ đảo cái hỗn hợp này nè cho nó tan nha. Rồi bắt đầu ở bên này á, là mình bật bếp lên nè các bạn. Để mình làm sốt ha. Rồi mình bật bếp lên nè để cho dầu ăn cho nó nóng lên nè. Khi mà dầu ăn nó đã sôi rồi nè các bạn thì mình cho cái hành tím vô để mình đảo cho nó thơm nha các bạn ha. Thank you.
củ hành đó là mình đảo cho nó thơm, còn tỏi thì mình không cần đảo, là mình cho nó vô với nước mắm là cũng ngon rồi các bạn ha. Rồi sau khi mà mình phi hành nó đã thơm rồi nè, là mình cho cái nước mắm này vô để mình nấu lên nè các bạn, nấu cho nó chảy đường với lại hết mấy cái thứ gia vị này nè, để nó, cho nó tan hết ra. Đây các bạn thấy không này, nó đã sôi rồi này các bạn ha. Rồi như vậy là mình bắt cái chảo này lên lại, vì mình cũng có để lại đây một chút xíu cái dầu ăn đó các bạn. Mình bắt cái chảo này lên lại xong rồi mình sẽ cho cái hỗn hợp mà nước mắm, tỏi, hành, ớt, đường, rồi mình sẽ cho vô để mình xem cho cái cá nó thấm các bạn ha. Khi mà mình xên cái nước mắm với lại cá các bạn, thì mình có thể chở miếng cá hoặc là mình dùng cái muỗng á để mình múc cái nước mắm á, mình chế ở trên mình cái những cái miếng cá thì nó mới ngon các bạn ha. Đó. Mình cứ chế nó lên trên mình cũng những miếng cá rồi mình xên cho tới lúc mà nó rạch lại là được các bạn nha. Khi mà mình xên cá mà nó đã rạch rạch lại rồi này các bạn, như vậy là nó đã được rồi này. Mình tắt bếp đi ha. Rồi sẵn ở đây rồi mình cũng múc ra để cho các bạn xem luôn nè. Cái chỗ này là khoảng 6-7 lạng cá này, với lại một ít cái nguyên liệu rồi với lại cái công của mình thôi là mình đã có được một đĩa cá rất là ngon này các bạn. Nhìn cái món mà cá ngừ sốt nước mắm này rất là ngon luôn đó các bạn. Xếp lại cho nó ra gọn gọn ha. Rồi mình sẽ múc cái nước này này, mình chan lên bình cá này ha. Cái món cá ngừ chiên nước mắm này mà ăn với cơm nóng rất là ngon này các bạn. Mình lấy mấy quả ớt để mình để sát bên, vì cá ăn cá thì có một số người cũng thích ăn cay ấy, là ăn với ớt các bạn ha. Thế là mình đã có được một đĩa cá ngừ sốt với chiên với nước mắm thật là ngon rồi các bạn nè. Mình chào các bạn nha.